Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8, trang 29 đến trang 33. Bài 1, truyện ngắn, phần viết, kể lại một chuyến đi hoặc là một hoạt động xã hội. Sách Cánh Diều. Đầu tiên là phần định hướng số 1 nhỏ định hướng. Kể lại một chuyến đi hoặc là một hoạt động xã hội là kể lại một cái sự kiện đã diễn ra, để lại cho bản thân, người tham quan nhiều cái suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Thì người viết phải là người chứng kiến hoặc là tham gia trực tiếp, sử dụng ngôn kể thứ nhất, xưng tôi hoặc là chúng tôi. Kể lại những gì mà mình đã chứng kiến về sự việc, con người, phong cảnh, những các hoạt động mình đã tham gia thực hiện. Trong khi kể thì có thể là kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Thì chuyến đi có thể là đi du lịch cùng gia đình, hoặc là đi tham quan một danh lam thắng cảnh hay là di tích lịch sử, đi thăm quê hương gia đình của bạn bè trong dịp nghỉ. Hoạt động xã hội có thể là các sinh hoạt đoàn, đội, các việc làm công ích, tình nguyện như là hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người già nhân dân. Thì để viết các bài văn kể lại một chuyến đi hoặc là một hoạt động xã hội thì các em cần chú ý. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ chọn viết về một cái chuyến đi hoặc là một cái hoạt động xã hội để lại cho em nhiều cái suy nghĩ và ấn tượng sâu sắc. Trước khi viết thì các em cần tìm hiểu, tìm ý và lập dạng ý. Viết bài văn kiểu tự sự, kể theo ngôi thứ nhất. Cần kết hợp kể lại những cái sự việc và miêu tả phong cảnh, con người, phát biểu những cái nhận xét cảm nghĩ của bản thân. Tiếp theo số 2 nhỏ là phần thực hành, thì chúng ta sẽ thực hành viết theo các bước. Thì đề bài ở đây chúng ta sẽ kể lại một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa mà em đã tham gia. Thì đầu tiên ai nhỏ cần chuẩn bị là các em đọc kỹ và tìm hiểu đề để mà hiểu cái yêu cầu đối với cái bài viết. Rồi trọng tâm cần làm rõ đó là một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Rồi kiểu văn bản chính ở đây đó là tự sự kể lại. Phạm vi kiến thức cần huy động ở đây đó là về cái kiến thức thực tế, các hoạt động xã hội gần gũi với học sinh, kiến thức lịch sử, địa lý và thơ văn có liên quan. Thì các em sẽ nhớ lại những cái sự việc, con người, cảnh vật và những cái ấn tượng, cảm xúc đặc sắc trong cái hoạt động xã hội mà em đã tham gia. Rồi tìm đọc và tham khảo các bài viết kể về một hoạt động xã hội, ghi chép những cái nội dung liên quan và chuẩn bị tranh ảnh tư liệu nếu có về các hoạt động xã hội này tham gia. B nhỏ là tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý thì các em ngoài cái cách đặt câu hỏi thì các em có thể tìm ý bằng cách là chúng ta suy luận từ khái quát đến cụ thể. Chẳng hạn với cái đề văn nêu trên thì chúng ta có thể tìm ý bằng cách suy luận như sau. Xác định vấn đề ở đây, ý khái quát đó là một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Phát triển ý khái quát thành các ý lớn, ví dụ như mục đích của hoạt động, tổ chức hoạt động, quá trình hoạt động. Rồi phát triển các ý lớn thành các ý nhỏ, ví dụ như mục đích của hoạt động này là có thể giúp đỡ làm từ thiện, cải tạo môi trường. Thì từ các ý mà chúng ta đã tìm được thì các em có thể trình bày bằng một cái sơ đồ gồm cái ý khái quát, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, rồi ý phát triển và các nhánh ý lớn và các nhánh dí nhỏ như sau. Đây các em quan sát ở đây, sơ đồ đây là gồm cái ý khái quát nè, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Thì ở đây về cái mục đích của hoạt động này là giúp đỡ làm từ thiện, đóng góp cộng đồng, cải tạo môi trường. Tổ chức hoạt động thì gồm có thành phần, thời gian, địa điểm, quá trình hoạt động là bắt đầu, hoạt động chính, kết thúc. Rồi kết quả của hoạt động như vật chất, tinh thần và ý nghĩa của hoạt động đó là hiểu biết, tình cảm và bài học. Rồi lập dàn ý thì trên các cơ sở, các ý đã tìm được thì các em có thể lập dàn ý theo bố cục 3 phần như sau. Một, mở bài thì các em sẽ giới thiệu khái quát như tên một cái hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, mục đích và lý do em tham gia cái hoạt động đó. Thân bài thì sẽ kể về hình thức tổ chức hoạt động, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, kể về quá trình tiến hành hoạt động, bắt đầu hoạt động chính, kết thúc,
nêu kết quả hoạt động về vật chất và tinh thần. Kết bài thì khẳng định ý nghĩa của hoạt động và rút ra bài học sau khi tham gia các hoạt động xã hội. Xây nhỏ phần viết thì chúng ta sẽ dựa vào cái dàn ý để mà viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội. Thì trong khi viết đó là chúng ta sẽ chú ý vận dụng các cách viết mở bài và kết bài. Bài văn viết ở trên lớp hoặc là ở nhà cần lưu ý như sau. Đủ cấu trúc 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Có thể là mở bài bằng cái cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thân bài thì gồm có các đoạn, thì mỗi đoạn văn là một ý lớn. Kết bài thì cần tổng hợp từ các ý đã nêu ở phần thân bài. D. Kiểm tra và chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ đọc lại bài văn đã viết rồi đối chiếu với cái mục một nhỏ định hướng và yêu cầu đã nêu ở các bước chuẩn bị tìm ý và lập dàn ý. Để chúng ta kiểm tra về nội dung và hình thức về bố cục diễn đạt trình bày. Nhận biết các lỗi còn mắc phải và cái cách chỉnh sửa, tự đánh giá kết quả viết. Việc kiểm tra chỉnh sửa thì cần chú ý những cái yêu cầu chung như sau. Về phương diện kiểm tra. Về nội dung, phương diện kiểm tra thì chúng ta sẽ có về cái phương diện nội dung, hình thức và đánh giá chung. Về nội dung thì cái câu hỏi cần kiểm tra ở đây, mở bài. Đã giới thiệu khái quát được nội dung bài viết chưa? Ở bài viết này là kể lại một hoạt động xã hội. Thân bài thì chúng ta có thể nêu được các nội dung cụ thể làm rõ cho cái nội dung khái quát đã nêu ở phần mở bài không? Ở bài viết này thì đã kể lại được chi tiết về một cái hoạt động xã hội theo trình tự thống nhất. Nội dung cụ thể có sinh động đặc sắc không? Đã kết hợp được các yếu tố phương thức biểu đạt khác trong khi viết hay chưa? Ở bài viết này thì kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm trong khi kể. Có nêu được những cái suy nghĩ và cảm xúc riêng không? Kết bài đã tổng hợp vấn đề, nêu ý nghĩa hoặc rút ra bài học chưa? Ở bài viết này ý nghĩa hoặc bài học được thu được sau khi chúng ta tham gia hoạt động xã hội. Về hình thức thì bài viết đã có đủ 3 phần chưa? Nội dung, độ dài, các phần có cân đối không? Bài viết đã đủ ý chưa? Các ý có được sắp xếp phù hợp không? Có ý nào trùng lặp nhau không? Bài viết có mắc lỗi ý dùng từ, đặt câu chính tả không? Về cái phương diện đánh giá chung thì đó là bài viết đáp ứng được yêu cầu đạt mức độ nào? Thì em thấy hứng thú hoặc là khó khăn nhất khi thực hiện phần nào trong tiến trình thực hành viết. Rồi tiếp theo, rèn luyện kỹ năng viết mở bài và kết bài. Thì ở đây về cách thức thì mở bài trực tiếp thì người viết mở đầu bằng cách là nêu trực tiếp vấn đề trọng tâm của bài, không có các câu dẫn dắt. Còn mở bài gián tiếp ở đây là người viết bắt đầu bằng một số câu dẫn dắt, từ đó nêu vấn đề trọng tâm của bài viết. Kết bài thì người viết tổng hợp lại các nội dung đã trình bày ở phần thân bài và thể hiện bằng một đoạn văn để kết thúc bài viết. Rồi nội dung đoạn văn kết bài thường nêu lên cái suy nghĩ của người viết về ý nghĩa và bài học từ vấn đề đã viết. B là bài tập thì hãy viết mở bài hoặc là kết bài cho đề văn kể lại một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa mà em đã tham gia. Rồi tiếp sau đây sẽ là chúng ta sẽ kể lại một cái hoạt động xã hội giàu ý nghĩa mà em đã tham gia chứng kiến. Bài tập này ở phần thực hành trang 30. Thì ở đây chúng ta sẽ kể lại một cái hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Lá lành đùm lá rách là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ bao đời nay thì truyền thống ấy vẫn được giữ gìn và phát huy. Để thực hiện điều đó thì vừa qua trường học của em đã có một chuyến đi tình nguyện vô cùng ý nghĩa. Hôm ấy là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 2, em cùng các bạn được cùng nhau đi tham quan nhiều nơi với nhiều trải nghiệm thú vị. Hoạt động cuối cùng của chuyến đi là đến thăm làng trẻ em SOS, khu vực Hà Nội.
Trước khi tới đây thì đã được biết nơi đây, em đã được biết nơi đây là nơi cư mang rất nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ bị bỏ rơi. Em và các bạn cùng lớp đã hồi hộp vô cùng vì đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia một hoạt động thiện nguyện. Tại làng trẻ SOS, chúng em đã đi thăm nhiều bạn nhỏ khuyết tật mồ côi và được chứng kiến những cô chú ở đây chăm sóc cho các bạn. Chúng em được vui chơi cùng các bạn ấy rất thân thiện. Có nhiều bạn khi biết chúng em đến chơi đã làm những món quà tặng cho chúng em. Các bạn ở làng trẻ SOS có rất nhiều tài lẻ. Bạn biết chơi đàn, bạn biết thổi sáo, còn có bạn hát rất hay. Trong buổi thiện nguyện hôm đó, chúng em đã trao tặng cho các bạn rất nhiều đồ dùng học tập. Mong rằng những món quà đó có thể giúp ích được cho các bạn. Lúc chia tay ra về, chúng em thấy xúc động vô cùng. Hóa ra trên đời này còn có nhiều bạn không may mắn đến như vậy. Nhưng cũng thật tốt khi các bạn được các cô chú tận tình chăm sóc yêu thương. Có nhiều bạn trong lớp em không nỡ rời đi, các bạn ôm lấy nhau để chào tạm biệt. Ngay cả khi xe đã chuyển bánh, các bạn ở làng trẻ SOS vẫn đứng từ xa vẫy chào chúng em. Lần đầu tiên đi thiện nguyện với em là một trải nghiệm khó quên. Em mong rằng sau này có thể tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để được giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn 8 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.